Xin chào cả nhà nha. Đến với kênh của Nguyễn Ngạch Vlog nha cả nhà. Thì hôm nay mình cũng có mấy cái mẹo trò chơi này nha cả nhà. Trò chơi nó cũng đơn giản thôi nhưng mà cũng có thưởng nha cả nhà. Đây. Mình bỏ cục này vô đây rồi mình đẩy lại rồi ví dụ như mấy mà bạn mình mà chỉ nếu mà mình xoay qua xoay vòng 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 như thế nha cả nhà. Đó. Cái đầu bạn mình dở lên là ngay cục này là lụm mà thưởng 20 nha cả nhà. Nhưng mà ngay là thưởng 20. Một cục là thưởng 20 nha. Đúng rồi. Còn nghe, nếu mà nghe cuối lòng nghe ai thôi thì nếu mà thôi thì ông biết tranh. Con cháu ơi. Đúng rồi. Thôi vậy. Rồi ngồi xích vô cho ông ăn rồi. Ca ngồi giữa. À, mình gọi đây nào mình giới thiệu mình làm xong rồi mình cho đặt là cái nhà ta có kỹ nha. Đó. À, nếu mà được thì thưởng 20.000 thôi thì thua thì không biết tranh. Đây dở lên nè. À, đã nghe vậy nha, đầu kỹ nha, giờ bắt đầu cho kỹ nha, đầu tiếp tục nha. Giờ nghe. Rồi, cả nhà gọi ai đặt đi, đặt mà ly nào mà có cục hồi nãy. Ai nào? Ly này phải không? Ừ. Ly này mình làm dấu ly này nha cả nhà. Rồi còn ai đặt cái nữa không? Ủa đặt cái ly này nè. Rồi, cái này. Hai người bên đây này đặt ly nào? Đặt ly này nè. Rồi. Ly này phải không? Ông chú ăn chanh đi. Ăn chanh đi. Rồi. Giờ giờ dở ly này chứ, đây đặt ly này phải không? Ừ. Không có. Cái chanh. Người không để ý. Rồi. Tiếp tục. Đặt cái này này phải không? À. Rồi, bỏ này xuống. Không ăn chanh. Rồi tiếp tục. Rồi không có. Ăn chanh luôn. Không có. Rồi không có. Thôi ăn chanh đi. Không có chanh chứ rồi. Không có ăn chanh đi. Cái gì vậy lão? Không có. Vậy không có ăn chanh đi. Là cái gì đúng không? Không đặt lộn nữa nha, tiếp tục nha. Rồi, lộn lại đi. Vậy
cái gì lộn à? Thì cái nãy dở không có cả một ơi đó nó bóp lại ra chứ. Hay chưa? Quá, bóp bóp thì thua rồi, thua rồi. Thua rồi, đặt lại đi. Lại cái tay lên đây đi. Tay lại nha. Rồi. Rồi, xe xe lại cái này. Nó không cho nó ăn cái này thua rồi. Không dám không đặt. Dạ không có rồi. Không có ăn đi, ăn miếng chanh đi. Thử miếng chanh đi. Ừ, nãy thì dở rồi không có rồi. Ba chú ba nha mình cũng đặt. Rồi ăn rồi, ăn rồi. Ủa, chị trời trời. Em vừa quá đánh. Cái này là. Đâu có thấy đâu cái nhà đó không? Đó. Đó.
cho nên là ăn ta là ăn vậy đó cả nhà, mà mình làm cái trò chơi này để giải trí vui vẻ hài hước vậy thôi, chứ cái này không có chơi gì được với ai ăn tiền bạc nha cả nhà. Thôi vậy thôi nha, mình cũng kết thúc video ở đây nha cả nhà. Nếu mà cả nhà thấy hay thì nhớ cho like để đăng ký kênh đó cái nha. Chúc con nha.